Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Và hiện tại thì trên tay mình là túi chống nước đến từ Anker, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và sản xuất cáp sạc, sản xuất củ sạc. Và các bạn biết đấy, những cái đồ ấy đều chất lượng cả, thì cái túi chống nước thế này nói chung là cũng rất là chất lượng. Tuy nhiên thì trong video này mình sẽ cùng các bạn trên tay nhanh túi chống nước này, cũng như là trả lời một câu hỏi là liệu chúng ta có nên bỏ tiền ra để mua thêm cái túi chống nước này hay không. Bắt đầu video cùng mình nhá. Bạn nào đang quan tâm tới sản phẩm túi chống nước Anker, đừng quên truy cập đường link của Di Động Việt mình để ở dưới phần mô tả. Tại Di Động Việt đang bán sản phẩm này với mức giá cực kỳ tốt. Trước đây thì mình cũng đã có bỏ tiền ra để mua thử một cái túi chống nước giá rẻ đâu đó khoảng tầm 10-15 ngàn thôi à. Và cái túi chống nước đó mang lại cho mình cảm giác đúng thực sự là rẻ tiền, bởi vì bên ngoài hoàn toàn là bằng nhựa, và kể cả là cái lớp nhựa trong suốt ở nhìn điện thoại này trông cũng không hề trong suốt một tí nào, kiểu nó đục ấy, và làm giảm chất lượng rất là nhiều. Nhưng với cái này thì mình thấy rằng là cái độ trong suốt rất là tốt. Đây là mình chưa bỏ điện thoại vào trong nha. Và cái điều quan trọng nhất của túi chống nước đó chính là cái độ kín của nó. Thì với cái túi này khi mà mình bóp vào này, cảm giác là hơi nó sẽ đọng lại trong túi luôn, hơi không thể thoát ra ngoài được. Như vậy cái túi chống nước này rất là kín. Và như các bạn thấy, tất cả các đường liên kết hai mặt túi của chúng ta được làm rất chắc chắn, không hề có bất kỳ một kẽ hở hay là một chút nhựa thừa nào cả. Nói chung là cái túi này mang cho mình cảm giác cao cấp. Để mở túi ra thì các bạn sẽ mở bằng hai cái lẫy ở phía trên này. Đây mình sẽ mở thử cho các bạn xem luôn. Đó, chúng ta mở hai cái lẫy ra và nhẹ nhàng rút ra. Trời ơi, bên trong ở trên này như kiểu một cái gioăng cao su rất là kín. Và như các bạn thấy, điện thoại của mình đã nằm gọn ở trong đây rồi. Đây mình vẫn có thể cảm ứng được rất là bình thường. Đó, mình thử thế nào. Phím home vẫn chạy này đúng không? Phím YouTube à? Không phải phím YouTube, vào app YouTube lướt một chút. Ok, lướt rất là tốt. Và đặc biệt là cái màn hình của mình không bị giảm quá nhiều về chất lượng hiển thị. Mình nhìn thấy màu sắc vẫn rất là đẹp. Và bây giờ mình thử camera luôn, vì mình nghĩ rằng là chúng ta đi đâu thì cũng sẽ quan trọng vấn đề chụp ảnh. Đây, chúng ta bật cam xem nào. Như các bạn thấy là cam có thể chụp ảnh được nha. Lấy nét cái nào. Chụp. À đúng rồi, mình thử cái vân tay đi. Không biết là cái này nhận vân tay, nhưng mình nghĩ là sẽ không nhận vân. Ok, như vậy không nhận được vân tay, các bạn sẽ phải nhập vân tay nữa, nhưng mà chúng ta đang để ở trong cái túi này. Thực ra cũng đúng thôi, bởi vì làm sao vân tay xuyên qua được một cái lớp như thế này đúng không nào các bạn? Và như vậy thì cảm ứng của chúng ta không bị ảnh hưởng, chất lượng hiển thị cũng không bị ảnh hưởng. Các bạn vẫn có thể sử dụng camera trước, camera sau, bởi vì cái hai mặt này hoàn toàn là trong suốt. Nhưng bây giờ sẽ đến cái phần quan trọng nhất của nó, đó chính là cái khả năng chống nước của chiếc túi này. Và bây giờ thì sẽ là cái bài test của mình dành cho chiếc túi của chúng ta, đó chính là nhúng cả cái túi này vào nước, sau đó tiếp tục là sử dụng điện thoại để xem là điện thoại có chạy được không. Bây giờ mình sẽ bật sẵn một cái video YouTube đi, nãy mình đang có xem dở một cái rồi. Đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái xô nước, cũng không phải xô nước, cái này là với ít nước thôi. Mình sẽ nhúng toàn bộ cái điện thoại này vào. Đây các bạn nhìn này, chắc chắn cực khi mà mình bóp nhá, khí nó không hề bị phòi ra ngoài một chút nào luôn. Đó, mình đã nhúng kín tất cả vào trong nước rồi. Đây mình sẽ đặt hẳn điện thoại xuống dưới nước đi, và giờ mình sẽ quay cho các bạn nhìn. Như các bạn thấy, điện thoại của mình đã chìm hoàn toàn trong nước nha. Đó, chìm hoàn toàn trong nước này. Bây giờ mình sẽ lôi thử ra để xem nào. Wow, như vậy là nước đang chảy tong tong ở trên bàn của mình, thế nhưng mà điện thoại của mình thì vẫn cảm ứng rất là bình thường, không hề có hiện tượng loạn cảm ứng xảy ra. Có nghĩa là tạm thời nước vẫn chưa vào đến bên trong này. Tiếp tục nha, chúng ta sẽ lại cho cái điện thoại này xuống nước tiếp để xem là khi mà xuống nước lần thứ hai này, đấy, em nó thế nào. Lần này mình sẽ nhúng cái đầu này xuống này, chứ không phải là nhúng cái phần đít này nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là lau khô cái phần tay của mình đi, và mình lấy điện thoại ra ngoài để xem chiếc điện thoại chúng ta có bị tí nước nào vào không nhá. Ok, như vậy là mình điện thoại ra rồi các bạn ạ. Hiện tại nhá, như các bạn nhìn này, điện thoại của mình chỉ bị dính một ít nước nhỏ ở phần trên này, là do lúc mà tay mình rút ra thì mình có cầm vào. Cái phần quả táo cũng thế, còn hoàn toàn ở dưới này, các cổng sạc của mình, tất cả đều không hề bị một chút nước nào vào cả. Như vậy là các bạn hoàn toàn yên tâm khi dùng cái túi chống nước này của chúng ta, không sợ có chuyện nước vào trong điện thoại của bạn khi các bạn đi biển hay các bạn có nhảy xuống nước với cái túi này. Thế nhưng có một cái điểm các bạn cần lưu ý, đó chính là chúng ta phải bịt thật chặt cái túi, đóng thật chặt cái nắp vào. Hai cái khóa ở trên này vô cùng quan trọng nha. Nếu như các bạn đóng không chặt ấy, mà các bạn xuống nước, nó sẽ có hiện tượng bọt khí nổi lên và thế thôi, cái điện thoại của bạn sẽ bị ngâm trong nước. Bây giờ cùng mình quay trở về câu chuyện ở đầu video, đó chính là cái túi chống nước này có cần thiết không. Theo mình nghĩ là nó cần thiết các bạn, bởi vì bây giờ chúng ta có nhu cầu đi du lịch, chúng ta có nhu cầu đi chơi, các bạn sẽ có nhu cầu bảo vệ điện thoại của bạn khỏi cái việc là chúng ta xuống nước hay chẳng may bị nước tạt vào trong quá trình đi du lịch. Thì chúng ta nên có một cái túi thế này khi các bạn ở gần biển. Các bạn có thể chụp ảnh, các bạn lưu giữ khoảnh khắc rất thoải mái mà không sợ rằng điện thoại bị nước biển vào. Hay ở biển còn một thứ nữa mà mình nghĩ rằng ít bạn để ý tới, đó chính là cát. Cát ở trong gió biển rất nhiều, và cát mà đi vào điện thoại của bạn, kiểu như bám vào loa hay là chẳng may nó bám vào cái nút nước nào của bạn ấy, thì mình nghĩ rằng câu chuyện nó còn buồn hơn là bị dính nước nữa, tại vì nó làm xước sát điện thoại của bạn ra, và cái xước nó nhìn xấu cực kỳ. Tiếp theo là với những bạn đang ở Sài Gòn và thời điểm bây giờ thì các bạn thấy là Sài Gòn sáng nắng chiều mưa. Nói sáng nắng chiều mưa không đúng, mà nhiều khi sáng đang nắng mà cũng mưa được ấy. Thề mình vào tận trong này mình thấy rằng cái hiện tượng là đang nắng mà mưa đúng là chỉ có Sài Gòn. Và những cái lúc trời mưa như vậy, điện thoại của bạn không có chống nước thì rất là dễ sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta có thêm một cái túi này, các bạn có thể bảo vệ điện thoại trong trường hợp đó. Chẳng may trời mưa đúng không, bạn cho điện thoại vào, thậm chí bạn cho được cả giấy tờ của bạn vào trong này luôn. Giấy tờ xe này, chứng minh nhân dân, tất cả mọi thứ của bạn cho hết vào trong này, vô cùng là gọn gàng, mà các bạn lại không sợ là bị dính nước.
Vậy sau khi xem xong cái video này thì các bạn thấy rằng cái túi chống nước này có cần thiết hay không? Hãy để ý kiến của bạn dưới phần bình luận cho mình cùng biết nhá. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.